quê tôi nghèo lắm, có lẽ đến bây giờ vẫn còn nghèo. Huế trong tôi là những miền của ký ức, là những gam màu xám xịt, chằng chịt những mất mát và chia ly. Nơi mà thiên tai, lũ lụt là những vị khách thường bất chợt ghé thăm. Năm 2020 đầy biển động đã đi qua, dịch bệnh đã lắng xuống, bão đã tan và lũ đã rút. Nhưng những nỗi đau, những mất mát dường như vẫn chưa dịu đi trong lòng những người con của khúc ruột miền Trung. Có lẽ đó cũng là lý do mà thiên tai lũ lụt là một trong những chủ đề được nhiều tác giả đề cập nhất trong các bài dự thi gửi về cho chương trình Thương nhớ miền Trung do Bảo Thanh niên phát động. Ở dải đất ni có đứa trẻ mô lớn lên mà nó đi qua những mùa lụt. Có những trận lũ lịch sử khi nước đã rút hết, người dân chỉ còn lại ngôi nhà trồng hoa trồng hoác, những buồn là buồn. Bởi rửa sau những ngày nở với miền Trung là những bữa cơm đạm bạc cà muối mặn. Thức ăn của người miền Trung lúc mố cũng bằng chát như chính cuộc đời, con người, cuộc sống của họ. Mưa lũ thì năm mô cũng có. Có năm lũ to, có năm bão nhỏ, có năm mất mùa, lại có năm nước cuồng trôi cả nhà. Trong những thời khắc khó khăn đó, người miền Trung lại càng thầm thía nghĩa tình giúp đỡ nhau đi qua hoạn nạn. Và trong những ký ức đó, hình ảnh người mẹ luôn gắn liền. Cùng với thiên tai, hình ảnh người mẹ miền Trung cũng chính là chủ đề được nhiều người con miền Trung nhớ về nhất trong hơn 1.000 bài viết gửi về cho chương trình. Hình ảnh những người mẹ, những người bà hiện lên trên đó nó đúng nghĩa là rõ mồn một từng đường nét câu chữ, bởi vì nó được viết nên bởi bận cảm xúc mà. Mà đối với Khang nha, cảm xúc thì không có hay dở hơn thua. Riêng Khang thì thật sự rất khó khăn để cầm cân nảy mực, bởi vì đọc bài viết nào mình cũng cảm thấy rưng rưng trong lòng. Có lẽ là chính nắng gió và sự thương khó của miền Trung á, nó gieo vào lòng của tất cả những người viết một cái sự thương nhớ sâu xa và chắc chiêu nhất. Cho nên những dòng viết ra đều là những dòng viết mượt mà Khang cảm giác được rằng là nó chạm được đến trái tim của một người đọc như Khang. Miền Trung đâu chỉ có thiên tai, miền Trung đâu chỉ có đất đai khô cằn, nắng mưa khắc nghiệt. Nói về miền Trung là còn nói về truyền thống cách mạng kiên trung, truyền thống hiếu học, cần cù lao động. Nói về miền Trung mà quên nhắc về mấy thức quả quê, quên kể chuyện thơ ca, quên khoe cảnh đẹp miền biển, quên việc về nghĩa tình đồng hương thì có lẽ thiếu sót nhiều quá. Có những cụ ông cụ bà trên 70-80 tuổi gửi đến cho chương trình những lá thư tay với những dòng chữ nặng nót, gửi gắm biết bao tâm tình về mảnh đất họ gắn bó cả cuộc đời. Lại có chàng trai xứ Huế bồi hồi nhớ ngày mưa Phong Điền trong những đêm lạnh Sendai, Nhật Bản. Hay có cô gái xứ Nghệ tâm tình nỗi nhớ quê, thương mẹ trong những năm tháng học tập ở Moscow. Rồi mới thấy những người con dải đất ni đi mô lập nghiệp, dẫu thành thân, dẫu thành công, đều luôn nhớ về quê mẹ miền Trung. Gió Lào thổi rạc bờ tre, chỉ nghe giọng nói đã nghe nhọc nhằn, chắc từ đã sỏi bất cằn, nên yêu thương mới sâu đầm đó em. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.